Chào mừng các bạn trở lại với talk show của MMG. Mình là Ellie, Research Manager và cũng là admin của kênh MMG Play to Earn. Tham gia vào talk show ngày hôm nay các bạn, tôi Balu. Hello, xin chào tất cả mọi người, lại là tôi Balu đây. Hiện tại mình là Researcher Specialist tại đội ngũ MMG Research. Chỉ còn 2 ngày nữa là Fed sẽ công bố lãi suất mới. Cùng ngày 23 tháng 3 đó, Arbitrum cũng sẽ trả airdrop cho những người dùng và niêm yết trên các sàn lớn, trong đó có Binance. Liên quan đến Binance thì hiện nay là SpaceID cũng đang chào bán trên Binance Lombard vào ngày 22 tháng 3. Chính vì thế trong buổi talk show ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng định giá xem là SpaceID và Arbitrum sẽ có giá là bao nhiêu. Chính vì thế trong buổi talk show ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng định liệu xem là giá của Arbitrum và SpaceID sẽ có giá là bao nhiêu khi mà được list lên các sàn lớn. Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Đầu tiên thì xin mời tụi Balu, bạn có thể nói sơ qua về hai dự án này ha. Đầu tiên thì mình sẽ nói về Arbitrum trước nhé. Thì thực ra là Arbitrum là đối thủ cạnh tranh trực tiếp đối với Optimism. Và Arbitrum hoạt động, Arbitrum đầu tiên là Layer 2 của Ethereum và cũng hoạt động theo cơ chế là Optimistic Roll-Up. Thì để tiết kiệm thời gian và chúng mình muốn chuyển nhanh hơn tới cái phần định giá, thì có gì các bạn xem lại cái vid mà mình đã chia sẻ về Optimism và Atos nhé. Link sẽ được đặt dưới phần mô tả nha. Đừng quên check nha. Còn SpaceID thì thực ra SpaceID có nghĩa là SpaceID là một dự án làm về cái tên miền, có nghĩa là các bạn có thể đăng ký cái tên miền cho cái địa chỉ ví của mình thay vì là mình phải nhớ cái dòng chữ 0xabcd12345, cái dãy số 42 số đó rất là dài. Thì bây giờ các bạn có thể đăng ký ví dụ như là mmg.bnb nè, hay là eli.bnb nè. Mình đã có rồi nha, eli.bnb nha. Ủa mà mua bao nhiêu vậy? Cái lúc mà mình min nó là 6 đô. Thì như hôm qua có check lại thì cũng tầm 6 đô. Nếu BNB có giảm xuống thì sẽ rơi vào khoảng tầm 5 đô các bạn. Thì có nghĩa là các bạn thấy đó, mình đăng ký một cái tên miền và nó cũng là một cái NFT. Ví dụ như là những người mà họ đăng ký sớm á, họ đăng ký được những cái tên miền ví dụ như là Bitcoin.bnb nè, hay là Crypto.bnb, hay là Binance.bnb, thì chắc chắn là những cái tên đấy rất là phổ biến và rất là hot. Thì những ai mà tới sớm thì lấy được cái tên đó sớm và sau đó họ sẽ bán cái tiền chênh lệch ở trên cái marketplace. Thì đó là cái cách mà SpaceID nó hoạt động, nó tương tự như là NS ở bên Ethereum. Hiện tại thì hai dự án đang sắp được list Binance nên là chắc chắn nhiều bạn quan tâm nó sẽ được niêm yết với giá như thế nào. Thì xin mời tụi Balu có thể định giá cho mọi người biết được không? Ok, để có thể tập trung sâu hơn vào cái phần định giá này thì chắc là mình sẽ show trên laptop cho các bạn cùng xem luôn ha. Đây, để so sánh với Arbitrum thì đây, mình sẽ dựa vào thông số của Optimism nha các bạn. Hiện tại là trên theo thông số của con Gecko á, thì phần circulating là cái lượng token đang được lưu thông là 314 triệu token với tỷ lệ nhìn này thì mình thấy là khoảng tầm 7 phẩy mấy phần trăm so với tổng cung tối đa là 4,2 tỷ con á. Nhưng mà bên token unlock thì hình như đang hiển thị lưu thông là 1 tỷ 2 mà. Nhưng sao ở đây mình thấy là có 314 triệu thôi á. Có gì tại sao lại khác nhau? Đây, để mình show ở trên token unlock ha. Thực ra token unlock và con Gecko nó vẫn là đều đúng á. Có điều á là bên này những cái mục nhỏ nhỏ như thế này. Ví dụ như là này, user airdrop á thì nó đã unlock là 242 triệu con rồi và nó vẫn còn một lượt là 359 triệu con chưa unlock. Hay là cái mục phía trên của nó nè, retroactive public good funding á, là nó chỉ mới unlock có 207 triệu con thôi. Và nó vẫn còn 49,8 triệu con là vẫn còn đang lock và nó đang trả dần. Có nghĩa là thực sự là cái số 1,2 tỷ này nè là nó bao gồm luôn những cái token mà đang, tức là bao gồm luôn cái lượng mà đang bị lock và nó đang trả dần á. Còn 314 triệu này là nó đã trả rồi. Đó, thì theo như các bạn thấy á, là cái số này, cái số 1,2 tỷ này nó gấp 4 lần so với 314 triệu token. Thì mình sẽ áp dụng qua cho Arbitrum nhé. Tại vì các bạn coi trên token unlock của Arbitrum nè, nó thông báo là 5,5 tỷ con. Vậy là tương ứng với 55%. Tuy nhiên là nó cũng sẽ trả dần chứ nó không có phải trả là trả luôn một lần 55% đâu các bạn. Thì mình cũng sẽ chia 4 là dự kiến là Arbitrum sẽ lưu hành là 1,4 tỷ con. Số chính xác là 1,41 tỷ con là chiếm 14%. Là lấy cái số 5,5 tỷ chia cho 4 đó các bạn. Đó là, về dự kiến khi mà Arbitrum phát hành token thì sẽ có 1,4 tỷ token Arbitrum sẽ được lưu hành. Nhưng mà mình hỏi xíu là tại sao mình lại đối chiếu với lại Optimism ha?
Mình nhớ là Polygon nó cũng là layer 2 của Ethereum á. À, thực ra thì Arbitrum với Optimism là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhau. Thì đối với Optimism á, mình lấy Optimism là để làm cái mức base tối thiểu. Tối thiểu có nghĩa là mình, tại vì như các bạn thấy là chỉ số TVL của Arbitrum đây là 1,81 tỷ, nó gấp đôi so với Optimism là 971 triệu. Thì đó, đối với Optimism là mức tối thiểu. Còn Polygon thì mình sẽ lấy nó là mức đối chiếu tối đa. Nó sẽ có một cái khung dao động cụ thể sau khi mà mình phân tích tiếp theo nha các bạn. Hiện tại là với cái mức giá là 2,5 đô. À, tại thời điểm mà chúng mình làm cái talk show này thì Optimism đang được giao dịch là 2,5 đô. Thì nó tương ứng với cái mức market cap là 786 triệu. Tuy nhiên là với cái mức mà ATH là cái mức cao nhất mọi thời điểm của Optimism là 3,28 đô, thì market cap của Optimism đã tăng lên tới hơn 1 tỷ đô. Là đây, cái số đúng là 1,007501251 này các bạn. Đó, thì mình sẽ lấy cái mức ba tương ứng với cái mức mà market cap này của Optimism và mình gán qua cho Arbitrum. Thì tại cái mức là market cap là 1 tỷ đô mà lưu thông của Arbitrum là 1,4 tỷ con. Vậy thì dự kiến cái giá thấp nhất của cái giá token thấp nhất của Arbitrum sẽ rơi là khoảng 0,7 đô. Đó. Bây giờ thì mình lại sử dụng Polygon này các bạn. Hiện tại thì Polygon là các bạn cũng biết là nó là top 10 thị trường. Mà top 10 thị trường với cái mức cap mà 10 tỷ đô như thế này thì các bạn nghĩ là một cái dự án mới như Arbitrum lên mà để gọi là ra một lần mà 10 tỷ đô là cái khả năng cực kỳ thấp. Gần như không khó luôn á. Đấy, thì mình sẽ khiêm tốn hơn một tí. Thì bây giờ nhá, mình lấy 10 tỷ đô, mình chia cho 1,4 tỷ cái token đang lưu thông như này nè, thì nó sẽ ra là 7 đô. Tuy nhiên là để có thể trong cái phạm vi nó hẹp hơn thì chắc là mình sẽ lấy số này mình chia đôi, là 7 chia 2 là 3,5 đô. Vậy chốt lại là theo định giá dự kiến của đội ngũ MMG Research thì giá của Arbitrum sẽ rơi vào khoảng 0.7 cho đến 3.5 nha các bạn. Đó, 0.7 tới 3.5 nha các bạn, khi mà vừa list sàn. Rồi, thì cho mình hỏi nữa là về Space ID sắp được launchpad trên bàn thì Tuvalu có định giá gì về cái này, thì xin mời bạn chia sẻ. Ok, để mà có thể so sánh được với Space ID thì mình sẽ so sánh với NS là con Ethereum Name Service đó các bạn. Thì con này là hai con này hoạt động y chang nhau, chỉ có điều là Space ID thì tập trung mạnh vào Binance Smart Chain, còn NS là ở bên hệ sinh thái Ethereum. Đây thì các bạn có thể thấy cái thông số của con Gecko là NS đang được lưu hành là 25,78%. Tuy nhiên là theo cái thông báo, các bạn có thể check thông báo của Binance nhé, là trên cái Binance Launchpad thông báo là dự kiến là sẽ lưu hành chào bán 5%, nghĩa là 100.000 token trên tổng cung là 2 tỷ con với cái giá IDO là 0,025. Thì khi mà 100.000, đâu nhá, để mình xem. À, đúng rồi, 100.000 token mà nhân với một token là 0,025. Vậy thì cái cap khởi điểm khi mà bán Launchpad là chỉ có 2 triệu rưỡi đô thôi. Ở 2 triệu rưỡi đô, trong khi cái cap ở bên NS tại thời điểm mà chúng mình đang làm cái talk show này là, để coi, 348 triệu đô. Ồ, vậy là gấp hơn trăm lần á, gấp hơn nhiều luôn á. Vậy thì chắc là sắp FOMO mạnh hả? Đây nè, nhìn coi nè, 2,5 triệu đô với 348 triệu đô là chắc cũng phải gấp 140 lần luôn á các bạn. Đó, thì bây giờ các bạn thử hình dung là bây giờ với cái mức giá là 0,025 là 2 triệu rưỡi đô. Vậy thì token này mà nhân 10 thì sao ta? Là lên 0,25 đô, là lên 25 triệu cap á, nhân 20 lần, lên 0,5 đô, 50 triệu. Đó, không, 0,5 là mới có nhân 20, đúng rồi, 20 lần. Sau đó là nhân 50 lần, là lên 1,25 đô, mà cũng chỉ mới có 125 triệu thôi. Mà thậm chí là đây nè, nhân 100 lần luôn, là lên 2,5 đô mà cũng chỉ mới 250 triệu cap, còn không bằng được NS. NS đang 348 triệu mà. Nhưng mà khoan dừng chút. Thực sự là mình thấy là thị trường đang khá là nhạy cảm cái giai đoạn này á, nên là các bạn hãy cẩn trọng một xíu khi mà FOMO dự án nha. Ok, thì thật sự là giai đoạn này rất là nhạy cảm luôn á, cho nên là đừng có quá FOMO mất công, lại đu đỉnh thì nó hơi căng. Và đó là tất cả thông tin cũng như chia sẻ từ đội ngũ MMG Research về Space ID và Arbitrum, và tất cả không được xem là lời khuyên đầu tư.
Tại vì đây là định giá cá nhân, theo ý kiến cá nhân và sự nghiên cứu của đội ngũ MMG Research. MMG chúng mình không phải là đơn vị tư vấn tài chính. Cơ hội thì luôn đi kèm với rủi ro. Chính vì thế, hãy quản lý vốn của mình thật tốt trong thời điểm nhạy cảm này và luôn chịu trách nhiệm với mọi quyết định đầu tư của chính mình các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi talk show tiếp theo. Bye bye!